Phần tiếp theo thì tôi sẽ nói kỹ hơn với các bạn về cái công cụ tôi chuyển. Vừa nãy là chúng ta mới chỉ hướng dẫn để áp dụng để làm trực tiếp từ trong cái bài đó thôi, chứ chưa phải là tất cả các vấn đề của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái công cụ tôi chuyển thì sao. Để tôi chuyển thì chúng ta sẽ chọn công cụ tôi chuyển, hoặc là các bạn có thể nhấn phím G. Đó. Sau khi mà các bạn nhấn phím G thì nó sẽ kích hoạt cái công cụ lên và cho phép chúng ta tô chuyển. Tô chuyển ở đây có nghĩa là chúng ta không phải tô một màu nữa, mà tô từ ít nhất hai màu trở lên. Thông thường thì nó sẽ giúp chúng ta tô màu tiền cảnh và màu hậu cảnh, trộn giữa màu tiền cảnh và màu hậu cảnh. Có nghĩa là các bạn để ý ở trong cái ô này có màu gì, ô này có màu gì thì nó sẽ trộn giữa hai màu đó. Bây giờ tôi bấm vào đây, tôi chọn một màu, ví dụ đỏ này. Lập tức các bạn sẽ thấy ở trên hình mẫu trên này, nó cập nhật ngay cái màu tiền cảnh lên đây là màu đỏ. Bây giờ tôi muốn trộn nó với màu vàng này chẳng hạn. Bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là đỏ trộn với vàng được hiển thị ở đây. Thế bây giờ chúng ta có mấy thứ cần phải xác nhận về cái option này. Thứ nhất là các kiểu tô mà Photoshop cung cấp cho chúng ta để tô với từ hai màu trở lên. Thì các bạn nhìn ở đây, chúng ta có 5 cái biến thể tô màu. Cái đầu tiên là linear, tức là tô theo kiểu thẳng. Ở đây các bạn sẽ có hai màu, mỗi màu sẽ nằm ở một cạnh của cái khu vực mà chúng ta tô. Ví dụ tôi tô theo đường ngang thì một màu sẽ nằm bên trái, một màu nằm bên cạnh bên phải, và giữa chúng nó sẽ chuyển dần giữa màu đỏ với màu kia. Đây ví dụ tôi tô từ lề trái sang lề phải chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy là một bên là màu đỏ, một bên là màu vàng, còn ở giữa này là các khu vực màu tô chuyển. Tiếp nữa, kiểu tô thứ hai, chúng ta bấm vào icon thứ hai là tô theo kiểu tròn. Trường hợp này thì các bạn sẽ có hai màu trộn với nhau, nhưng một màu nằm bên ngoài, bao bên ngoài, một màu nằm ở giữa, và hai màu này sẽ hòa trộn với nhau theo các vòng tròn. Đây, các bạn quan sát cách tô. Ví dụ tô vào giữa, bấm chuột ở đây và kéo ra ngoài. Các bạn sẽ thấy là này, tốt nhất là chúng ta tạo ra một layer mới nhé. Đây, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có gì đấy ạ? Một màu nằm ở giữa và màu còn lại thì bao xung quanh, hòa trộn dần với nhau theo từng bước, từng vòng sóng hình tròn. Tiếp theo là kiểu tô Konica hay là tô Angle. Chúng ta sẽ có thế đấy ạ, hai màu nằm cạnh nhau và mỗi một màu này nó sẽ chuyển dần theo các múi hình tam giác, và cứ mỗi một múi hình tam giác này thì nó chuyển dần từ đỏ sang cam, sang vàng, và ngược lại là vàng thì đấy cũng xoay tròn thế này mà chuyển dần sang đỏ. Trường hợp thứ tư, trường hợp này thực ra chúng ta có thể coi nó là biến thể của cái kiểu linear. Thì nó là gì? Một màu nằm giữa, còn màu còn lại sẽ nằm hai bên. Hai bên có thể là trên hoặc dưới, hoặc là gì đấy, phải hoặc trái. Đây, các bạn quan sát. Nếu mà tôi tô theo chiều ngang này, thì chúng ta sẽ có một màu nằm ở giữa và màu còn lại sẽ bao xung quanh theo kiểu trái phải. Hoặc nếu tôi tô theo trên dưới này thì chúng ta sẽ có thế đấy ạ, một màu nằm ở giữa còn màu còn lại sẽ nằm hai bên theo kiểu là trên dưới. Thế còn kiểu thứ tư là kiểu thứ năm là tô theo hình vuông. Trong trường hợp này thì nó cũng hơi giống như kiểu tô tròn, có nghĩa là một màu bao xung quanh, một màu nằm ở giữa, nhưng hai màu này sẽ trộn dần với nhau theo từng bước một, là cái bước chuyển hình vuông. Đây các bạn quan sát. Đây, một màu nằm giữa, màu còn lại bao kín xung quanh, chuyển dần vào với nhau theo từng bước hình vuông. Như vậy là chúng ta có 5 biến thể để mà tô màu chuyển. Thế đến đây chúng ta sẽ xem xét thêm một vài vấn đề. Ngoài 5 biến thể này ra thì chúng ta có những kiểu tô như thế nào? Các bạn để ý là có một cái hình thu nhỏ ở đây để cho chúng ta quan sát trước cái mẫu tô, và bằng cách bấm vào mũi tên này chúng ta sẽ sổ ra một danh sách các kiểu tô cho phép. Các bạn
đặc biệt chú ý giúp tôi ba cái kiểu nằm ở đầu này, tại vì đây là ba kiểu rất đặc biệt so với các kiểu khác. Kiểu đầu tiên là kiểu mặc định của chương trình, có nghĩa là tô giữa màu tiền cảnh và màu hậu cảnh là ô này và ô này. Đấy. Cứ hai cái ô này có màu gì thì nó sẽ tạo ra màu tô giữa hai cái ô đó. Trường hợp thứ hai cũng là một trường hợp đặc biệt, nó sẽ lấy màu ở ô tiền cảnh này nhưng nó tô chuyển theo cách là gì đấy, một màu đấy thôi, tô chỉ duy nhất một màu, nhưng mà cứ càng tô thì nó càng nhạt dần nhạt dần nhạt dần cho tới trong suốt. Thế còn trường hợp thứ ba, trường hợp này cũng là trường hợp đặc biệt, nó không cần quan tâm xem ô tiền cảnh là màu gì và ô hậu cảnh là màu gì, cứ tô khi bấm vào đấy là nó chỉ tô bằng hai màu đen và trắng đấy, bất chấp màu tiền cảnh hậu cảnh là màu gì. Thì đây là ba trường hợp cực kỳ đặc biệt các bạn cần phải nhớ giúp tôi. Còn lại các cái khác là gì? Những cái còn lại nó là những cái thư viện mẫu màu cho sẵn, để khi mà các bạn có một cái ý tưởng ở đó các bạn có thể dở ra, và nếu các bạn thấy cái mẫu màu cho sẵn này nó giống giống ý tưởng của bạn rồi, các bạn có thể dùng luôn, hoặc các bạn có thể chỉnh sửa một chút để nó giống với ý tưởng của mình và các bạn xài luôn. Đấy. Các cái về sau thì nó tương đối là đơn giản, nó chỉ đơn giản là gì đấy, thư viện cho sẵn đấy, phù hợp thì dùng, nhưng mà ba cái đầu là ba cái mà các bạn tuyệt đối cần phải nhớ giúp tôi. Thế thì bây giờ thư viện cho sẵn thì tiện rồi, nhưng mà số lượng như thế này thì các bạn thấy rằng là nó cũng chỉ có hạn thôi. Nếu mà muốn lấy thêm nữa chúng ta lấy ở đâu ra, thì cũng tương tự như mẫu pattern mà tôi đã giới thiệu, các bạn bấm vào cái bánh răng này và trong này các bạn sẽ thấy từ cái chỗ Color Harmony 1 này cho tới Spectrum, thì đấy là những cái thư viện cho sẵn của Photoshop. Các bạn bấm vào cái nào thì nó sẽ lại mở ra một cái hộp thoại tương tự như là cái mẫu pattern mà chúng ta đã giới thiệu. Các bạn cũng có ba tùy chọn, bên trái là xác nhận thay toàn bộ cái thư viện hiện có bằng thư viện mới, ở giữa thì thôi hủy lệnh không thay không chọn gì cả, và ở cuối là gì, giữ nguyên những cái đang có nhưng mà đưa thêm những cái mẫu mới ở thư viện mà chúng ta đang chọn vào. Thế bây giờ tôi nhấp ok, tôi thay cái thư viện này đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi có được thư viện mới với các mẫu màu mới, đúng không? Không thích cái này nữa tôi lại chọn một cái khác, ví dụ như là tôi chọn chất kim loại chẳng hạn, nếu tôi muốn mô tả một cái chất liệu khác, ví dụ con này, thì đây tôi lại có một cái chất nào đó trông tương đối giống như cái chất kim loại. Đó. Các bạn sẽ thấy rằng là cái độ tương phản của nó rất là lớn, nó làm cho chúng ta có cảm nhận cái bề mặt nó bóng, nó phản quang, ví dụ như thế. Thế thì bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là chọn được, lấy được ra rất nhiều các thư viện và chúng ta sẽ có những cái mẫu tô sẵn rất nhiều. Tuy nhiên những cái gì mà chúng ta mang tính chủ động, chúng ta can thiệp thì nó sẽ nằm ở cái thư viện đầu tiên hay là thư viện mặc định. Thì để quay trở về thư viện mặc định thì các bạn cần phải nhớ cái lệnh này cho tôi. Các bạn chọn cho tôi cái lệnh gọi là lệnh Reset Gradient này. Bấm vào đây thì nó sẽ đưa các bạn quay trở về thì đẹp cái thư viện mẫu đầu tiên. Thì cái thư viện mẫu, chỉ có thư viện mẫu đầu tiên này nó mới có ba cái trường hợp đặc biệt này thôi nhé, còn tất cả những cái khác là các bạn không tìm ra đâu. Thế cho nên là hãy nhớ giúp tôi cái lệnh đó. Thế thì cái cách dùng thì là chọn thư viện, chọn màu, chọn kiểu đấy, mốt này, thì các bạn thấy rằng là vừa nãy chúng ta đã nói rồi đúng không? Khi tôi chọn một cái chế độ ngoài normal thì nó sẽ có cái sự hòa trộn lớp trên và lớp dưới, nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt. Rồi opacity là độ trong đục thì nó sẽ cho chúng ta tô đặc xịt hay là trong, có thể nhìn xuyên qua, vân vân. Reverse là giúp chúng ta đảo ngược lại. Tôi lấy ví dụ, tôi tô theo cái kiểu là gì đây ạ? Linear. Ví dụ tôi kéo từ bên, tôi kéo từ bên trái sang bên phải. Đây, chúng ta sẽ có cái mẫu tô là gì đây nhỉ? Đỏ ở bên
trái và vàng của bên phải chẳng hạn. Nhưng nếu bây giờ tôi nhấn vào reverse thì sao? Thì nó đảo ngược cái quan hệ màu lại, và lúc đó chúng ta sẽ có thế này: màu vàng ở bên trái, màu đỏ bên phải, nó đảo lật ngược lại cái mẫu tô đó. Thế tùy vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ chọn hay không chọn. Đấy. Thế còn cái phần transparency để làm gì? Transparency để giúp chúng ta có thể tô một cái gì đó mà nó có những chỗ trong, chỗ đục. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem thử nhé. Chọn cái kiểu thứ hai nhé. Và bây giờ tôi sẽ tô mới một cái này. Ví dụ tôi tạo một cái tài liệu mới đi. Các bạn quan sát nhé. Bây giờ tôi tô nó bằng một cái màu, ví dụ như là màu pattern đi. Một cái pattern đi. Ví dụ cái này. Đây. Bây giờ tôi tạo một layer mới. Và chúng ta sẽ tô thử theo cái kiểu là transparency. Đó. Từ màu tiền cảnh sang rồi transparency dần đi. Ví dụ các bạn nhìn đây này. Các bạn sẽ thấy là ở bên này thì nó tô màu đậm đặc, đúng không? Không thể nhìn xuyên xuống cái lớp dưới. Nhưng từ chỗ này trở đi, bắt đầu trong dần, trong dần, trong dần, bắt đầu nhìn thấy dần. Và bên này thì chúng ta nhìn thấy được hoàn toàn cái phần ở bên dưới. Như thế là cái kiểu tô trong. Nếu như mà tôi không đánh dấu cái này, có tô trong được như thế không? Sẽ không tô được như thế, nó sẽ kín đặc hết. Cho nên là muốn tô mà có tính chất trong, các bạn hãy nhớ là kiểm tra cái phần transparency này cho tôi, bật hay chưa bật. Nếu chưa bật, chúng ta phải bật nó lên thì chúng ta mới có thể tô theo kiểu là có cái độ chuyển trong được. Đây. Đây. Thế đấy là những cái option mà tương đối căn bản. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn. Có mấy vấn đề như thế này. Một là các cái thư viện đã cho, ok, tôi có thể là có một ý tưởng na ná như thế mà tôi có thể dùng. Nhưng cũng có thể là tôi cần phải chỉnh nó. Ví dụ chỉnh như thế nào? Tôi muốn màu khác, hoặc là tôi muốn nhiều màu hơn, thì chúng ta sẽ làm như sau. Thay vì sổ danh sách này ra và chọn một cái nào đó, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bấm trực tiếp vào trong cái hình thu nhỏ này, chứ không phải bấm vào mũi tên nhỏ này nữa. Nó sẽ mở cái hộp thoại ra. Trong hộp thoại này chúng ta sẽ chọn lấy một cái kiểu nào đó. Tôi lấy ví dụ như là cái kiểu mẫu đầu tiên là nguyên bản đây, là tiền cảnh và hậu cảnh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái đoạn diễn giải ở bên dưới này. Đồng thời nó cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp, những cái phương tiện để mà chúng ta có thể can thiệp được vào. Ví dụ đơn giản là đổi màu. Đổi màu thì sao? Chúng ta sẽ có một cái giải màu mẫu này, kèm theo 4 cái slide để chúng ta có thể kéo, có thể trượt để can thiệp vào đây. Ở phía dưới nó gọi là color stop. Ở phía trên nó gọi là opacity stop. Ví dụ bấm vào một color stop thì nó sẽ kích hoạt color stop đó lên. Đồng thời nó kích hoạt thêm cái ô color bên dưới. Màu hiện tại đang hiển thị ở đây chính là cái màu đã được gán cho ô này. Nếu không muốn dùng màu này, bấm vào đây, chọn một màu mới, ví dụ tím chẳng hạn. Ok, sau khi chúng ta chọn, nó sẽ cập nhật vào cái color stop này và nó sẽ hiển thị ở trên chuỗi. Bên này cũng tương tự như vậy. Bấm vào đây, nó sẽ kích hoạt ô color stop ở bên phía bên phải và đồng thời kích hoạt ô màu. Bấm vào đây để chuyển sang một màu khác. Và chúng ta sẽ có cái màu mới được đưa vào. Như vậy là chúng ta đã biết cách thay đổi màu. Ngoài ra thì bạn lưu ý là khoảng cách giữa hai màu thì bao giờ cũng được tính toán trộn vào nhau theo tỷ lệ 50-50. Có nghĩa là màu bên trái và màu bên phải, mỗi bên sẽ chiếm ưu thế 50-50 trong cái vụ tô này. Chúng ta sẽ có cái điểm midpoint là cái điểm này. Nhưng nếu mà chúng ta kéo nó về một đầu nào đó, có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ trộn giữa hai màu này. Kéo về đầu nào có nghĩa là giảm của cái màu đó và tăng cho màu ở phía đối diện. Đây, các bạn quan sát trên chuỗi này, các bạn nhìn thấy ngay. Đấy. Thế và cũng có một cái phần nữa các bạn cần lưu ý. Bình thường ra thì chúng ta sẽ tính toán là gì nhỉ? Khi tôi bắt đầu kéo chuột thì kéo ở đâu thì bắt đầu là cái màu đó, và kết thúc ở đâu sẽ là cái màu kia. Ví dụ chúng ta quan sát lại cái bài này nhé.
Tôi chọn kiểu tô này. Các bạn sẽ để ý này, đỏ này, vàng này. Bây giờ tôi bắt đầu kéo từ bên lề bên trái sang lề bên phải. Chúng ta sẽ thấy là bắt đầu ở cạnh trái này là màu đỏ, bắt đầu ở cạnh phải là màu vàng. Và chỉ cần rơi cái cạnh đó ra một cái là bắt đầu có sự chuyển giữa đỏ và vàng, hoặc ngược lại là vàng và đỏ. Nhưng nếu bây giờ tôi đặt chuột vào đây thì sao? Tôi đặt chuột vào tận đây chứ không phải ở lề này thì sao? Tôi kéo chỉ một đoạn ngắn ngắn này, các bạn sẽ thấy là cái đoạn màu nguyên đỏ và cái đoạn màu nguyên vàng rất dài. Điểm bắt đầu và điểm cuối này, đấy, các bạn nhìn thấy cái đoạn ngắn ngắn này các bạn. Chỉ trong cái quãng đấy mới là hai cái màu vàng và đỏ trộn với nhau thôi, còn ngoài hai màu đó là các màu nguyên ở trong mẫu. Thế nếu mà các bạn bấm vào đây, các bạn cũng có thể giải quyết theo cách như thế. Tức là gì đấy ạ? Nếu mà tôi kéo lên đây, tôi kéo lên đây, có nghĩa là cái khoảng từ cái cạnh này cho đến cái đoạn này là chắc chắn nó sẽ là màu vàng nguyên. Từ đây đến đây chắc chắn sẽ là màu đỏ nguyên, và nó chỉ hòa từ quãng này cho đến quãng này thôi. Đây, tôi tô lại một cái này khác. Kể cả lúc này tôi kéo từ bên cạnh trái này sang đến bên gì đấy ạ? Bên cạnh phải nhá. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ duy trì cho tôi một cái đoạn tương đối dài là hai màu nguyên. Đấy. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một trường hợp nữa. Ngoài cái việc dịch chuyển cái thằng này ra, thì chúng ta còn làm được những cái gì nữa nào? Thêm màu, bớt màu nhá. Thêm màu thì sao? Rất đơn giản. Kích chuột vào một điểm bất kỳ trên cái chuỗi này, và các bạn sẽ thấy rằng là kích vào đâu thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta thêm một color stop ở vị trí đó. Màu nó đưa vào là màu gì? Màu nó đưa vào là cái màu mà chúng ta chỉnh gần đấy nhất hoặc chọn gần đấy nhất. Thế còn muốn thay màu khác thì bấm vào cái điểm điều khiển, bấm vào ô màu này và các bạn chọn cho tôi một màu mới, nó sẽ cập nhật màu mới vào. Thích bao nhiêu màu thì bấm bấy nhiêu lần vào cái điểm ở trên này để tạo ra thêm một color stop mới. Bằng cách này thì các bạn có thể đưa rất nhiều màu vào, số lượng màu không hạn chế. Đấy. Các bạn thích 10 màu, 20 màu thì các bạn cứ đưa vào. Thế còn chiều ngược lại thì sao? Muốn giảm bớt đi thì như nào? Giảm bớt đi thì cũng rất dễ. Bấm vào một cái điểm nào đó các bạn không muốn, giữ chuột kéo giật nó xuống phía dưới, coi như lôi nó ra khỏi cái chuỗi này. Như vậy là chúng ta sẽ loại bớt bớt được một cái màu nào đó ra khỏi cái chuỗi này. Đấy, thao tác cực kỳ đơn giản để thế thôi. Thế còn cuối cùng là gì? Ở phía trên này các bạn có hai con trượt, nó có tên là Opacity Stop. Nó giúp chúng ta thiết lập những độ trong đục cho các khu vực màu. Khi tôi bấm vào một Opacity Stop thì nó sẽ thông báo cho tôi cái opacity hiện tại của cái điểm đó. Mặc định hai điểm này là 100%. Các bạn có thể gia giảm 50, 60, 70, 1, 2, thích bao nhiêu thì gõ trực tiếp vào cái ô này. Ví dụ 0 thì các bạn sẽ thấy đầu này là trong, còn đầu này là đục. Đấy. Thế còn có thêm bớt các cái ô opacity này được không? Các bạn có thể thêm bớt bao nhiêu cũng được, giống như color stop. Rất đơn giản, chỉ việc là kích chuột vào đây, nó sẽ tạo ra các opacity stop mới tại cái điểm mà tôi kích chuột, và mặc định nó cũng theo như những cái điểm opacity stop trước đó mà chúng ta chỉnh. Opacity stop trước đó chúng ta chỉnh có độ trong đục bao nhiêu thì cái mới phát sinh nó sẽ theo đúng giá trị như thế. Tôi có thể thiết lập nhiều opacity stop và nhiều độ trong đục khác nhau. Ví dụ chỗ này tôi để 0%, vậy thì đoạn này sẽ gì đây ạ? Trong hoàn toàn. Đoạn này tôi để 70% chẳng hạn, đoạn này tôi để 50% chẳng hạn. Thì bây giờ tôi tạo thêm các cái điểm mới, các bạn sẽ thấy rằng là điểm mới bao giờ nó cũng có giá trị giống như cái điểm vừa được chỉnh gần nhất. Đấy. Và tháo dỡ thì cũng tương tự như vậy, bấm vào đây kéo ra là xong. Đấy. Thế còn ở đây chúng ta còn có thêm một cái trường nữa là trường location. Location này thì các bạn sẽ thấy là nó giải quyết về mặt vị trí. Một
ô đằng này thì nó sẽ có giá trị location bằng 0, ô đầu bên phải có giá trị là 100. Do đó nếu các bạn muốn xếp một cái điểm opacity stop hoặc là color stop vào đâu đó thì các bạn chọn cái điểm đó và các bạn gõ cái giá trị location trực tiếp vào đây. Ví dụ muốn thằng này nằm đúng giữa, gõ 50%. Đó, thì nó nằm đúng giữa. Thằng này muốn nằm đúng giữa cũng thế, gõ 50%. Nó sẽ nằm đúng giữa. Đấy. Như vậy thực ra ấy, chúng ta có thể thêm rất nhiều màu, nhưng mà như vậy là tối đa chúng ta chỉ có thể thêm được bao nhiêu nhỉ? Khoảng 100 đúng không? 100 điểm. Như thế nó sẽ giải từ 0 cho đến 100. Đấy. Khoảng như thế các bạn có thể thêm được. Thế sau khi mà điều chỉnh xong thì nhấp OK để xác nhận cái sự thay đổi này. Và sau đó các bạn tô mới thì nó sẽ cập nhật theo cái kiểu tô của các bạn. Đây ví dụ tôi tắt cái này đi và chúng ta tô lại thì nhé. Đây, các bạn thấy là thứ nhất là nhiều màu, thứ hai là có độ trong, có thể nhìn xuyên xuống dưới. Đấy, cái cách thức để làm việc với lại cái màu đồ chuyển là như thế. Bây giờ để thử nghiệm, chúng ta có thể làm thêm một cái ví dụ như sau. Mở một cái ảnh bất kỳ ra, nên lấy một cái ảnh tự nhiên đi. Đây tôi lấy ví dụ cái ảnh này. Đây, bây giờ tôi muốn thêm vào một cái cầu vồng. Cầu vồng thì rõ ràng là 7 sắc, là nhiều màu rồi đúng không? Thế để mà thêm vào chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là các bạn tạo cho tôi một layer mới. Ảnh thì tùy nhé, các bạn có thể lấy bất cứ một cái ảnh nào miễn là ảnh thiên nhiên ở ngoài trời để có thể là thấy được một cái cầu vồng thêm vào. Các bạn bấm vào trang giấy trắng để tạo nên một cái layer mới trong suốt. Ở layer mới trong suốt này thì bây giờ tôi mới chọn công cụ gradient. Tôi mới chọn cái kiểu tô là 7 sắc cầu vồng như thế này. Và tôi bắt đầu tiến hành chỉnh sửa. Các bạn để ý thao tác, tôi sẽ làm từ từ thôi. Việc đầu tiên là tôi sẽ dồn chặt toàn bộ các cái chuỗi điều khiển màu vào giữa. Các bạn làm rất là dễ bằng cách là bấm vào từng cái color stop như thế này. Các bạn kéo nó vào sát sàn sạt vào nhau cho tôi. Sau khi chúng ta kéo sát các cái điểm này vào với nhau thì chúng ta sẽ điều chỉnh tiếp các giá trị thứ hai là các opacity stop để xử lý về độ trong đục. Bây giờ tôi sẽ đặt một điểm vào giữa. Cầu vồng thì không bao giờ nó đặc xịn cả, chúng ta bao giờ nhìn nó cũng thấp thoáng, nửa có nửa không, nửa thực nửa hư, cho nên là opacity không bao giờ chúng ta để 100%. 100% thì nó nhìn rất rõ. Do đó tôi sẽ thiết lập độ khoảng cái này là 70% thôi chẳng hạn. Opacity để khoảng 70%. Tiếp tục tôi lại tạo ra một cái điểm mới. Lúc này tôi sẽ để cho nó giảm xuống tiếp, còn độ khoảng 50% thôi. Giảm xuống tiếp. Đó, hai bên đều giống nhau nhé. Cái này tôi đã thiết lập 50% thì cái bấm mới này nó cũng sẽ ra 50% luôn, không cần phải làm thêm gì nữa. Đó. Lại bấm thêm một cái nữa, lại 50%, những lúc này tôi giảm xuống còn khoảng 30 thôi. Và bên này tôi cũng sẽ làm thêm một cái nữa, tức là nó sẽ cân nhau, đúng không ạ? Và hai cái ở ngoài đầu ngoài cùng này tôi cùng giảm nó về 0% trong luôn. Sau đó tôi cũng kéo hai cái thằng này tụ tập về khu vực giữa. Đến đây chúng ta có được một cái dải màu mà nó gồm 7 sắc cầu vồng, đồng thời là nó nằm tụ vào giữa cả về opacity stop lẫn color stop. Trong đó color stop thì chỉ chỉ định màu cái bình thường, nhưng opacity stop thì chúng ta thiết lập có độ trong tăng giảm khác nhau. Sau khi thiết lập xong tôi nhấp OK và tôi chọn kiểu gì đây ạ, kiểu thứ hai gradient, tôi chọn. Kiểm tra thêm một lần nữa xem cái transparency này đã bật hay chưa. Nếu bật rồi thì tôi có thể bắt đầu kéo chuột tôi vẽ một đường như thế này. Bằng cách vẽ như thế này thì tôi bắt đầu tạo ra được một cái cầu vồng tròn như thế này. Sau đó tôi sẽ sử dụng cái công cụ Move hoặc là nhấn V
kéo nó tới cái vị trí mới mà tôi muốn. Ở đây tôi bắt đầu cắt cái chân cầu vồng. Để cắt thì các bạn có thể sử dụng công cụ lasso hay là polygon lasso tùy các bạn. Và bây giờ chúng ta cắt theo cái gì? Cắt theo dáng gì đấy của địa hình đúng không? Trong địa hình nó như thế nào thì chúng ta sẽ cắt đại loại nó theo như thế. Và cắt ở cái phần cái chân đi. Nhưng mà các bạn biết rằng là cái cầu vồng thì nó là một cái thứ mà nó thực ảo ảo. Nếu mà tôi cắt như thế này, cắt tất nhiên là được. Đây, delete, cắt đi. Thì nó sẽ cắt cái chân cầu vồng đi theo đúng cái địa hình mà hiện có. Nhưng các bạn biết có bao giờ chúng ta nhìn thấy cái chân cầu vồng không? Hầu như không bao giờ nhìn thấy cái điểm chân cầu vồng. Thế do đó thì chúng ta sẽ không cắt như thế này. Tại vì cắt như thế này thì cái chân cầu vồng nó sẽ rất là rõ tại cái điểm mà tiếp xúc với lại cái phần địa hình ở bên dưới. Thì chúng ta quay trở lại một khái niệm đã trao đổi, đó là feather. Vào select, vào modify, vào feather. Và tôi gán cho nó một cái tham số nó lớn lớn một tí, 30, 50, 70 gì đó. Vì sao? Sau đó thì chúng ta mới nhấn delete, chúng ta xóa. Về mặt nguyên tắc, khi có một feather thì nó sẽ thực hiện lệnh ở trong một vùng chọn mạnh ở tâm và nhẹ dần ra ở rìa, và đồng thời cho phép lấn ra khỏi cái phạm vi của vùng chọn. Do đó tôi sẽ nhấn delete vài lần, một lần, hai, ba, bốn gì đấy, thì chúng ta sẽ xóa mờ dần ra phía ngoài, và lúc này chúng ta sẽ có được một cái chân cầu vồng nó nhòe, nó mờ đi, lẩn vào trong hậu cảnh. Thế đến đây thì nếu mà các bạn cảm thấy vẫn chưa hài lòng với lại cái cầu vồng này thì các bạn cũng có thể gia giảm bằng cách là nhấn các cái bàn phím số để các bạn gia giảm cho nó trong hơn chẳng hạn. Ví dụ 80%, 70%, 40%, 50% thì tùy các bạn muốn cho cái cầu vồng nó rõ đến đâu thì các bạn điều chỉnh đến đó. Thế nếu như mà các bạn làm ở một cái cảnh ở trên cạn thì chỉ cần đến đây là xong, đúng không? Còn trong trường hợp mà các bạn là vẽ nó, làm nó vào trong một cái môi trường mà nó lại có nước thì bao giờ chúng ta cũng sẽ lại phải Ctrl G, chúng ta nhân bản thêm một cái nữa, đúng không? Và sau đó thì chúng ta vào Edit, vào Transform, vào Flip Vertical để chúng ta lật ngược nó lại theo chiều gì đấy ạ, chiều ngược lại, đúng không? Sau đó thì tương tự như vậy là chúng ta sẽ phải đưa nó xuống cái phạm vi gì đấy, in bóng dưới mặt nước, đúng không? Đấy, cắt cúp cũng làm sao cố gắng cắt cúp đi, đừng để đè lên những cái hình mà nó đang có ở đây. Đấy, chỉ phần nước thôi nhé, đó. Mà in bóng thì được phép in bóng ở dưới nước thôi. Những cái phần nào mà nó nằm ở trên những cái vật mà không phải nước thì chúng ta sẽ phải cắt nó đi. Cái này thì lại cắt cứng được, không cần phải feather. Và sau đó thì các bạn có thể gia giảm thêm cho tôi cái opacity, có thể là nó giảm xuống nữa, đúng không? Nó phải thấp hơn, ít hơn so với lại cái không khí, tại vì cái môi trường khuếch tán, khuếch xạ của hai môi trường không khí và nước là hai thứ khác nhau, cho nên không thể nào mà cái bóng ở trên và cái ở dưới nó giống nhau hoàn toàn 100% được. Và như vậy là chúng ta đã làm quen được công cụ và chúng ta ghép được một cái cầu vồng vào trong cái bức ảnh mà chúng ta muốn. Và các bạn cần nhớ giúp tôi là gì đấy ạ? Khi mà làm thì các bạn nhớ là tạo cho tôi cái layer mới nhé. Tại vì là chúng ta còn có một cái thao tác là cắt cái chân cầu vồng đi mà. Nếu mà các bạn làm ngay trên này, đây tôi demo thử cái này, thì các bạn sẽ thấy là gì đấy ạ? Nếu tôi tô thẳng trực tiếp vào đây thì sao? Cầu vồng có thể làm, nhưng lúc này các bạn không cắt, thứ nhất là không dịch chuyển được nữa, đúng không? Nếu mà dịch chuyển là các bạn dịch chuyển cả cái ảnh kèm theo cả cái cầu vồng mới được tạo ra. Và thứ hai là không cắt được cái chân đi, tại vì cắt cái chân có nghĩa là chúng ta cắt cái phần ảnh ở bên dưới. Đấy, tuy nhiên ở trong một trường mực nhất định thì tôi lại có thể giới thiệu với các bạn một cái lệnh như thế này để các bạn có thể khắc phục. Đây, các bạn quan sát thử xem, tôi làm một cái cầu vồng nhé. Ví dụ đến đây, ok, tôi chót làm lên trên cái layer này rồi thì tôi lại giới thiệu một phép tô nữa để giúp các bạn có thể khắc phục được cái này.
hoặc là một công cụ nhé. Ở công cụ thì sao? Công cụ thì có lẽ là nó sẽ dễ hơn nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, có một cái hình cái bút mà có mũi tên quay ngược, đây là History Brush này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tô vào đâu thì khôi phục lại cái điểm ảnh gốc ở đó. Với cách như thế này thì tôi có thể là khắc phục lại những cái điểm ở đây. Đấy, ví dụ như thế này thì tôi có thể là khôi phục được đến đây, hoặc các bạn có thể sử dụng một cái lệnh như thế này cho tôi. Trong lệnh tô thì tôi giới thiệu cho các bạn một số lệnh tô rồi, tuy nhiên là có cái này các bạn có thể là edit này, fill này. Chúng ta sẽ có một cái lệnh nó gọi là lệnh tô history. Với lệnh tô history này thì các bạn cũng có thể là bắt một cái vùng tròn nào đó khôi phục về cái trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Thế thì các bạn hãy vẽ giúp tôi cái vùng tròn ra, đúng không? Đại loại là các bạn cũng vẽ cái vùng tròn này ra cho tôi, và cũng để cho nó mờ lấn dần ra phía ngoài thì cũng dán cho tôi cái feather select modify feather cũng như thế đi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành vào edit fill, và lúc này chúng ta sẽ dùng lệnh tô gì đây ạ, history, để bắt cái vùng ở trong vùng chọn này quay trở về trạng thái gốc ban đầu. Đấy. Nếu mà một lần mà chưa được, thực hiện lại lệnh một lần nữa cho tới khi nào mà nó lấn ra ngoài để làm mềm cái biên cái chân này. Đó, hai lần, ví dụ ba lần chắc là vừa. Đấy, như thế thì chúng ta cũng có thể là tạo ra. Nhưng mà cái trường hợp này thì các bạn hãy nhớ giúp tôi là nó sẽ chỉ giúp các bạn giải quyết được ở trên đất liền thôi nhé. Còn nếu mà có nước có nghĩa là chúng ta lại còn phải gặp một cái nữa, nó nằm ở dưới, cho nên tốt nhất là chúng ta làm ở một cái layer trong một cái layer mới, là vì thế thì nó sẽ chủ động được trong cái việc nhân bản và lật ngược, rất chủ động là cho nó đậm nhạt ra làm sao. Chứ còn nếu mà làm ngay ở trên cái layer gốc ấy thì cứu thì vẫn cứu được, nhưng mà nó sẽ rất hạn chế trong cái việc mà chúng ta dịch từ chỗ nọ sang chỗ kia, hoặc là chúng ta điều chỉnh độ trong đục riêng cho cái layer chứa cái cầu vồng, hoặc là nếu mà gặp nước thì không thể giải quyết được cái vụ là gì đấy, bóng đục. Đấy, thế thì như vậy là tôi cũng vừa giới thiệu cho các bạn thêm một cái vấn đề kỹ hơn là hiệu chỉnh cái công cụ tô chuyển như thế nào, và đồng thời là cũng giới thiệu thêm một cách tô nữa là tô history, hoặc là cái công cụ brush history, để chúng ta có thể là khôi phục lại cái khu vực gốc của cái ảnh về một cái nguyên trạng nào đó.